Hầu hết người dân được hỏi đều trả lời là không đồng thuận với việc xây dựng dự án chung cư cao tầng tại số 40 ngõ 183 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Thế nhưng trong biên bản làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Khương Trung và chủ đầu tư là công ty 319 Bộ Quốc phòng lại ghi rõ tỷ lệ đồng thuận lên tới gần 90%, khiến cho nhiều người dân vô cùng bức xúc. Gần một năm nay, ngày nào các hộ dân tại ngõ 183 Hoàng Văn Thái cũng dành thời gian họp bàn để đưa ra các kiến nghị về dự án chung cư 28 tầng sắp được xây dựng tại mảnh đất số 40 ngõ 183 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, do Tổng Công ty 319, Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Theo người dân, họ hoàn toàn không được thông báo hay xin ý kiến về việc xây dựng dự án này. Vậy nhưng, tại biên bản làm việc giữa chủ đầu tư và Ủy ban Nhân dân phường Khương Trung, thì tỷ lệ đồng thuận lại lên tới 89-90%. Một cái cơ quan lớn để xây dựng một cái chung cư lớn như thế này mà không thông báo cho chúng tôi biết. Thế cho nên chúng tôi rất là bức xúc, chúng tôi rất là hoang mang. Ngày 17 tháng 8 năm 2016, thì những cái biên bản này, những nội dung trong biên bản này đánh giá không đúng thực chất trong cái cuộc họp. Bởi vì tất cả các người mà tất cả những thành viên trong dự họp cuộc họp này chưa họp đối với nhân dân, chưa lấy ý kiến trực tiếp của nhân dân để mà tổng hợp ý kiến để mà báo cáo trong cuộc họp. Dự án được thiết kế với 25 tầng nổi, một tum và 3 tầng hầm với diện tích khoảng 4.000 m2 sẽ được xây dựng áp sát với các hộ dân thuộc tổ 16, 17 và 23C. Khoảng cách từ công trình đến nhà dân chỉ khoảng 5 m là đang vi phạm quy định khoảng cách xây dựng theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành. Về phía mong muốn của người dân chúng tôi thì cũng chỉ mong muốn làm sao các cái công trình xây dựng ở sát cái khu liền kề này, nó rất nhiều bài học rồi của các nơi khác rồi, thì xây dựng làm sao cho đúng các cái tiêu chí xây dựng của nhà nước ban hành, của Bộ Luật Xây dựng năm 2014 ban hành. Ngõ 183 Hoàng Văn Thái vốn là con ngõ cụt với mật độ dân cư đông đúc và cũng đã có chung cư Hà Đô với 3 tòa nhà cao tầng được xây dựng ở đây. Vậy thì nếu một chung cư cao tầng khác được xây dựng ở mảnh đất số 40 này thì đây sẽ là một chung cư xen kẹt, không phù hợp với không gian khu vực và tác động nghiêm trọng đến vấn đề giao thông, môi trường, cháy nổ. Với cái khối lượng dân cư hàng nghìn người ở đây nữa thì cái khu này thì là một cái khu mà quá tải một cách ghê gớm, và cái đời sống vốn đã hiện nay đã đang rất khó khăn của cái chật chội và tắc đường của cái khu này thì nó càng trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, để có thể hiểu rõ hơn về dự án xây dựng nhà chung cư tại địa chỉ 183 Hoàng Văn Thái, phóng viên đã tìm đến Ủy ban Nhân dân phường Khương Trung. Vậy nhưng câu trả lời chúng tôi nhận được là vụ việc này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân phường. Vậy những phiếu thăm dò, những biên bản làm việc ở đâu ra và thuộc trách nhiệm của ai? Có lẽ người dân sẽ phải tiếp tục chờ đợi trong thời gian tới.